Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục phản ánh những tin tức liên quan đến cậu Gò Công và những tin tức khác nha cả nhà. Và như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ vào kênh Hồ Văn Cường Official. Có một cái tin vui mới, tèn 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 tèn. Đây, cả nhà có thấy gì không? Con số 7 đã được thay thế vào con số 6 ngày hôm qua. Đây, kênh của Hồ Văn Cường Official đã lên 137.000 người đăng ký rồi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mừng quá cả nhà ơi. Idol của mình đã có thêm 1.000 sub trên kênh Hồ Văn Cường Official nữa. Đó, cả nhà thấy không? Đây, rồi mọi người đi đâu thì nhớ là vô tương tác với kênh này ha. Đó, vận động người thân, người quen đi đâu thì cũng... vận động mọi người ủng hộ kênh này ha. Đó rồi, 137, cứ thêm 1.000 sub nữa là vui rồi. Cứ mỗi 1.000 sub tăng lên thì mình vui thêm, niềm vui nó tăng lên 1.000 lần cứ thế. Thiệt sự là rất là vui cả nhà ơi. Đây đó. Rồi cả nhà nhớ nghe, tăng 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 tăng. À, cứ tăng thêm 1.000 sub là thấy vui rồi. À, không có phụ công mình mỗi ngày mình tuyên truyền cho kênh của bạn ấy ha. Đây cả nhà nhìn, Xuân Mỹ zoom lên nha, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, đi lại gần, 137.000 người đăng ký. Đó, hôm qua 136, nay 137 nha. Đó, thêm được 1.000 nữa, vui quá vui quá. Vui lên 1.000 lần. À, rồi một cái vui nữa là cái vé bên May Sài Gòn để Xuân Mỹ vào nha. Đó, cả nhà có nhìn thấy không, cái gì không, xám ngắt hết trơn rồi. Đó là coi như là sold out rồi. Hôm nay thế nào tối nay bên May Sài Gòn cũng thông báo sold out cái vé này của show 18 tháng 3. Như vậy là hôm nay 14, còn 4 ngày nữa thì tới show. Như vậy là hết vé rồi nha, trên trang đặt vé của May Sài Gòn nè. Đó, 18 tháng 3 Hồ Văn Cường, Jack Long, Còn Thương Rau Đắng Một Sao Hè. Từ 8 giờ, rồi xuống cái sơ đồ vé, 356 ghế đã bán sạch rồi cả nhà ơi, vui quá. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang, cho hạ buồn coi coi đốt đồng để ngậm ngùi, chim nhờ lá rừng ai biết mẹ buồn vui, khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cầu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Cái chủ đề Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè dường như nó rất là ăn khách từ lúc mà chị Hương Lan về hát cùng với Cường cho tới giờ, thì cái chủ đề Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè được May tiếp tục sử dụng cả nhà. Và cho tới giờ thì sold out rồi ha. Đó, sold out là do Xuân Mỹ truy cập nha. Chúng ta chờ bên May xác nhận một lần nữa. Giờ Xuân Mỹ trở lại cái trang của May. Đây. Trở lại trang chủ của May coi. Đã thông báo chưa ha? Nè. Đây. Cách đây 3 ngày thì họ đã đăng poster đó. Thì bây giờ coi như là trên cái trang bán vé thì hết vé rồi ha. Xuân Mỹ mừng quá cả nhà ơi, vui quá. Và bây giờ thì Xuân Mỹ trở lại trang Hồ Văn Cường fan Hồ Văn Cường fan club. Thì các bạn ban tổ chức, bạn Dương Phúc quản trị viên cũng đã thông báo kết show. Xuân Mỹ tạm gọi là show ha, show sinh nhật. Thì bạn ấy đã liệt kê cái chi phí. Ở đây thì Xuân Mỹ thấy chi phí tổng chi là 216.496.000, tổng thu là 183.700.000. Như vậy là phần còn lại thì Xuân Mỹ nghĩ là chắc là FC sẽ bù vào cái lấy cái quỹ của FC bù vào hay sao ha cả nhà. Phần này sau cái phần công khai tiền thì bạn ấy có nêu nè: con em xin chân thành cảm ơn sự tham gia đóng góp của tập thể gia đình xanh đột chuối cho buổi tiệc sinh nhật 11 tháng 3 vừa qua.
Cảm ơn nhà tài trợ đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho FC cũng như bé Cường suốt thời gian qua. Cảm ơn tập thể FC trong và ngoài nước đã không quản ngại đường xá xa xôi tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 20 cùng bé, thật sự rất trân trọng, thân thương và gần gũi. Cảm ơn những món quà, những lời chúc và những tình cảm chân thành của cả nhà gửi đến bé dù không đến tham dự. Trong buổi tiệc sinh nhật, thật sự ban tổ chức chúng em cũng còn nhiều thiếu sót, mong cả nhà cảm thông và chia sẻ. Chúng em luôn tiếp thu và lắng nghe ý kiến đóng góp của cả nhà, mọi chi tiết thắc mắc cả nhà inbox về cho con em ạ, trân trọng. Và cái bản kê chi tiết đó cả nhà, Xuân Mỹ chỉ cho cả nhà xem cái tấm hình. Rất tiếc nội dung này không còn hiển thị nữa. Rồi cái hình này giờ Xuân Mỹ đọc cho cả nhà ha. Cái hình này không còn hiển thị. Đó cả nhà, chi tiết là như vậy. Thì như hôm qua Xuân Mỹ đã nói, đánh giá chung, tụ chung lại là cái tiệc sinh nhật 300-400 người như vậy là đã thành công. Và cái chi phí mà Xuân Mỹ liếc sơ qua thì cũng các bạn ấy cũng đã gói ghém, chi cũng rất là tiết kiệm cho cái buổi tiệc đó cả nhà. Cảm ơn các bạn đã chịu cực khổ đứng ra làm một cái chương trình sinh nhật hoành tráng như vậy để fan xa gần tập trung về, cho cái không gian tiệc sinh nhật nó ấm cúng cho cậu Út Gò Công có một cái buổi tiệc sinh nhật đón tuổi 20 thật sự là hoành tráng, vui vẻ ấm áp. Diễn tiến của buổi tiệc thì cả nhà hôm 11 tháng 3 đã xem live stream rất nhiều rồi ha. Thì Xuân Mỹ nói mà, hôm qua như Xuân Mỹ nói, cái gì cũng vậy, bất cứ sự kiện gì thì nó cũng có những cái sơ suất. Nhưng mà Xuân Mỹ nghĩ buổi tiệc này thành công, những sơ suất cũng không có đáng gì mấy để mà phê phán hay phê bình gì hết. Mà với Xuân Mỹ cho là các bạn này không phải là nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp mà làm được như vậy thì cũng là khá tốt. Đó là sự góp công của một tập thể chứ không chỉ riêng một cá nhân nào. Cho nên là chắc chắn là sự góp ý của mọi người thì các bạn ấy sẽ khắc phục, chứ chúng ta đừng có nhìn những cái điều không, những cái mặt tiêu cực rồi chúng ta cho là cái tiệc này không thành công, mà tất cả tụ chung lại là đã thành công, và nhất là không có những cái gì xảy ra đáng tiếc, tức là không có những cái gì đáng tiếc xảy ra cả nhà. Cho nên là mình hãy vui với những cái gì thành công lớn như vậy ha. Và Xuân Mỹ muốn qua cái trang Hồ Văn Cường, Xuân Mỹ muốn chiếu lại cho cả nhà xem cái phần xem hành động đón ca dao tục ngữ. Phần này thì ban tổ chức cũng đưa ra chơi rất là hay, thì mọi người nhìn cái hình cái cử chỉ của Cường mà đón. Bây giờ Xuân Mỹ mời mọi người nghe ha. Dạ, trò chơi này là như sau, là chúng ta sẽ có những câu ca dao tục ngữ. Và rồi cả nhà xem ha, diễn tả để cho cô chú anh chị đó, chúng ta đoán. Chúng ta sẽ chia ra làm xem hành đội động rồi, đón ca dao tục ngữ nhanh nhất, đúng nhất thì chúng ta sẽ giành chiến thắng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ủa sao 11 người dữ vậy? Dư một người ạ. Dạ. Rồi, dạ, con xin mời các cô chú chúng ta xuống, di chuyển xuống dưới này cho rộng để mình có thể dễ mình chơi hơn. Đó, bắt đầu chơi trò chơi đó cả nhà. Dạ rồi. Con mời 5 người bên này và 5 người bên này, chúng ta chia ra là 2 đội giúp con nha. Rồi Cường, em đứng ở giữa đi, để một xíu em có thể đứng ở trên nè, chợ giữa này để mình có thể diễn tả dễ dàng hơn. Rồi, 2, 4, 5. Dạ rồi, 5 người. Mình đứng mé mé ra bên này, mình chia ra làm 2 đội được không ạ? Dạ rồi, 1 đội. Dạ, bà ơi, chúng ta đứng qua nét bên này một xíu. Rồi Cường ơi, em đứng ở phía trên này đi, để em diễn tả đi ha. Rồi em đứng đây diễn tả ha. Rồi cô chú anh chị lưu ý giúp con là qua gợi ý này, qua gợi ý của MC với lại của Cường thì Xuân Mỹ thấy trả lời thì mình giơ tay liền để mình các bà các cô đoán cũng hay đó cả nhà, đoán rất là hay. Không, quan trọng là bây giờ hỏi là Cường có muốn cho cô chú chị ở đây nhận quà không ạ? Muốn là một chuyện mà... Đó, muốn là một chuyện, còn nhận được hay không là do các cô các bà ha. Giờ là em muốn phạt hay là em muốn tặng quà? Cả hai. Trò này hơi khó nha, có phạt có tặng quà luôn. Dạ rồi, bây giờ là mình sẽ bốc thăm rồi nha, chị không có cho
em xin trước đâu, mình bốc thăm đi, mình xem thử là mình sẽ trúng vào câu gì là nha. Mình sử dụng ngôn ngữ hình thể. Bây giờ nha, mình có thể là sử dụng ngôn ngữ hình thể, mình dùng những từ đồng nghĩa. Miễn sao ví dụ như là cũng có gợi ý. Đúng rồi, gợi ý từ luôn nhưng mà không được trúng bất kỳ một cái từ nào trong cái câu đó. Được không? Rồi. Rồi, số mấy nè? Số 16. Này vui lắm nha cả nhà. Chết rồi. Dạ, cô chú anh chị nếu như mà mình có câu trả lời thì mình giơ tay liền giúp con nha. Thôi được không ạ? Rồi, bây giờ nè. Rồi, dễ lắm. Nó không ngọt. Nó có bao nhiêu từ? Cái này mà ăn cháo dịch đó. Ăn cháo dịch đó cả nhà, là gừng, gừng càng già càng cay đó cả nhà. Cái gì mà để chấm cái chấm dịch? Không. À đúng. Rồi rồi rồi. Bên rồi, dạ, à. Dạ dạ chưa, con thấy bên này là giơ tay trước nè, dạ em mình. Rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Ừ, chia hai nhóm để một xíu mình xem thử nhóm này giành chiến thắng là mình có quà riêng cho nhóm chiến thắng nữa đó. Rồi, gừng càng già càng cay. Rồi, cả nhà hiểu chưa? Hiểu luật chơi chưa ạ? À? Đúng, nhưng mà em không được rồi. Giống cái từ nào trong câu đó nha. Dạ, 1-0. Gừng càng già càng cay. Trời ơi. Rồi, em đếm thử đây bao nhiêu chữ. Đây đây. Con trai phải đi chung với lại con. Chết. À, dạ. Gái 17 bẻ gãy sừng trâu. Ai mình có đáp án thì mình giơ tay ạ. Cái gì vậy? Bẻ gãy sừng trâu. Chưa đúng, chưa đúng. Cái đồng nghĩa. Gần gần chứ chưa. Cái từ hồi nãy em gửi con trai đi chung với con. Nó là lấy cái chữ đó rồi. Dạ. Chưa? Rồi rồi, dạ, không mình. Gái 17 vẽ gãy sừng trâu. Chính xác, một điều. Rồi, chị Hà gọi dắt tất cả nhà. Tuổi 17. Không, gái 17 vẽ gãy sừng trâu. Gãy sừng trâu. Em làm theo dạ. Rồi, ba con. Dạ rồi, bây giờ là mình. Dạ. Nhưng mà trời đất ơi, trời đất ơi, bây giờ tìm sai nữa. Trời ơi, thôi giờ bây giờ mình cứ dựa vào cái, mình cứ dựa vào cái nội dung có sẵn. Tuổi 17 phải gãy sừng trâu. Cô đó là cổ nói đúng. Bạn đó nói đúng. Gái 17 phải gãy sừng trâu thôi cả nhà. Đó, mình coi vui trò chơi lại ha. Mình coi trò chơi lại một chút xíu. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đó cả nhà. Chính xác, 2-1. À, em cũng xin nói là mình sẽ có tổng. Em hí muốn chết. Hí muốn chết. Hí và đau nữa. Nhưng mà mình sẽ có 10 câu nha. Hiện tại là nãy giờ mình có là 3 câu rồi. 2-1 rồi. Bên đây là phải này ai ơi, cái câu này là ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần đó cả nhà. Nó tới 14 chữ câu lục bát. Trời ơi, bây giờ mình đến chữ đúng rồi. Đang suy nghĩ nè. Mình ăn gì? Mỗi ngày mình ăn gì mà không phải là mì, không phải phở, không phải bún. Cái câu này có quá, còn cô không biết giải thích ra. Thì nó không, nó... Ủa? Cũng chưa có nghe câu này luôn. Trời ơi. Ai ơi bưng bát cơm đầy dạ, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn ví phần. Cái này khó quá thì em bỏ qua, em chọn câu khác nè. Chọn câu khác đi chứ con nghĩ là cái này là câu này là câu gì, em có thể đọc câu này nè. Không phải. Ai ơi
cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Đó là câu thơ Lục Bát nhưng mà nó cũng rơi vô ca dao tục ngữ đó cả nhà. Số 7. Rồi mình coi thêm câu nữa. Bên này giơ tay trước nè. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. À, nhà giàu đứt tay hơn người nghèo đổ ruột. Dạ chưa. À, chưa đúng. Nó cũng liên quan tới cái đó đó luôn. Không phải. Máu. Ồ, cô nói máu. Em coi lại chứ em. Mình phải giơ tay. Bên này giơ trước. Rồi bây giờ rồi, cái cô bỏ tay xuống được rồi, bỏ tay xuống trước này. Rồi, 1 2 3. Dạ thôi tù xì đi. Tù xì. Giơ tay không được rồi tù xì. Rồi có mời người. Không mà bên đây cũng đoán. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đúng không? Đó rồi, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cắt tay rồi ai da đâu. Ổng làm lu tùm lum tứ la luôn ha cả nhà. Nói chung là có những cái là phần trò chơi kỳ này thì chơi hai cái trò chơi. Trò chơi đầu là nghe, lắng nghe và thấu hiểu. Trò chơi này thì nhìn hành động, đoán lời nói. Và rất là vui nhộn đúng không cả nhà. Nó có như vậy để cho Cường sống lại, sống hết mình với cái tuổi trẻ của mình. Và cậu ấy đùa rất là nhiều câu dễ thương đúng không. Trò chơi này khó, phải có thưởng có phạt. Rồi là con muốn cả hai. Và trời ơi con hí muốn chết luôn mà mấy cô không có nhìn, không có đoán ra. Nói chung là chương trình này theo Xuân Mỹ thì đánh giá đã thành công. Dù ai nói gì thì với cái phần Xuân Mỹ đánh giá là như vậy. Còn dĩ nhiên nếu mà có làm thì có sai. Người ta nói có làm thì có sai. Muốn không sai thì đừng có làm, mà đừng có làm thì đâu có vui đúng không cả nhà. Không có tổ chức tiệc sinh nhật sao gom được fan xa gần tập trung về 300-400 người như vậy. Một cái tiệc, lo một cái tiệc 300-400 người, set up một cái tiệc 300-400 người với cái backdrop hoành tráng, âm thanh ánh sáng, dàn đèn treo trên như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, rất là hoành tráng như vậy thì hãy hài lòng. Chúng ta hãy hài lòng mà chúng ta hãy chấp nhận những gì đang có hiện tại, chấp nhận những gì mà các bạn ấy đã làm để cho fan tập trung về ha. Và Cường cũng đã dự và Cường cũng đã có mặt cùng chung vui, như vậy là quá tốt rồi ha cả nhà. Đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn là gửi đến quý khán giả hôm nay. Trước khi kết thúc, Xuân Mỹ sẽ cho cả nhà một cái thông tin về an ninh trật tự liên quan đến một người. Cả nhà đợi Xuân Mỹ nha. Bắt chi cục trưởng. Đây, tin được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Tuổi Trẻ VN Express, người lao động. Nói chung là nhiều. Bây giờ Xuân Mỹ đọc trên VN Express cho mọi người nghe ha. Bắt chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Đó là ông Nguyễn Đình Đương bị công an Quảng Ninh bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Như vậy là trong cái vụ án trốn thuế mà anh Đinh Văn Nơi chỉ đạo, giám đốc công an Quảng Ninh chỉ đạo phá án ha cả nhà. Khám xét nhà riêng của ông Đương được thực hiện tối 13 tháng 3. Nhà chức trách cáo buộc ông Đương có hành vi nhận hối lộ trong vụ án Trương Xuân Đức và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước đang được công an tỉnh Quảng Ninh điều tra. Liên quan vụ án này, ngày 22 tháng 2, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an Hải Phòng cũng bị cơ quan công an điều tra Quảng Ninh khởi tố tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nè cả nhà. Quá trình bắt giữ ông Đương,
Ông Đương từng là chi cục trưởng chi cục thuế khu vực Ngô Quyền, Hải An. Tháng 11 năm 2020 thì được điều động giữ chức vụ chi cục trưởng thuế huyện đảo Bạch Long Vĩ. Đến tháng 7 2021 thì được điều về làm chi cục trưởng chi cục thuế huyện đảo Cát Hải đó. Việc mà những cái người sai phạm bị bắt, bị truy tố và bị bắt thì nó làm theo quy trình tố tụng hình sự, tố tụng luật thôi cả nhà, luật hình sự thôi. Thì hy vọng là giải quyết những vụ việc như vậy, giải quyết thích đáng, xử lý nghiêm thích đáng để tạo lòng tin cho nhân dân, đúng không cả nhà? Chứ mà làm cán bộ được đào tạo mà làm sai thì phải bị xử lý nghiêm thôi. Đó, đó là thông tin Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả liên quan đến một vụ việc. Còn sáng nay thì nghe được một số thông tin, công an cũng đã đến làm việc ở chỗ Tịnh Thất Bồng Lai, thì ngay bên bờ vũ trụ chỗ Long An ha cả nhà. Khi có thông tin gì chi tiết Xuân Mỹ sẽ thông tin đến cả nhà, bởi vì là công an Long An còn đang điều tra một số cái vụ sau cái vụ 331 của Tịnh Thất Bồng Lai, và nhiều luật sư đã đang bị điều tra. Ba luật sư trong nhóm 5 luật sư bào chữa cho Thiền Am đang bị điều tra ha cả nhà. Đó, không thể nào mà ngồi xổm trên pháp luật rồi muốn nói gì nói đâu. Lên mạng thì lên mạng nhưng mà phải tôn trọng pháp luật ha cả nhà. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ chia sẻ lại hai cái thông tin ha. Vé của May Sài Gòn thì sold out rồi đó, sold out này trên mạng nè. Còn kênh của Cường thì lên 137.000 sub, mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ ha. Vui quá đi là vui quá đi, tăng 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 tăng. Rồi Xuân Mỹ xin kết thúc video ở đây cả nhà ơi. Thật sự trưa nay là một cái tin vui ha, tin vui đáng là vui. Tin vui nói tiếp tin vui. Xuân Mỹ kết thúc video, xin cảm ơn khán giả Sài Gòn đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Và nhớ bấm like video cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Xin trân trọng cảm ơn, chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.